Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món cà phê bọt biển. Nguyên liệu của cà phê bọt biển gồm có: đây là một bịch sữa tươi không đường, và đây là hai gói cà phê đen, và đây là 50g đường. Trước tiên là mình cho hai gói cà phê vào trong cái tô này. Và đây là cà phê đen nha, chứ là cà phê sữa là không có được. Và cái món này thì rất là dễ làm và đang hot, rất hot ở cái vợ. Và mình cho đường vào trong này, 50g đường, nếu ta ăn nhạt thì ta có thể bỏ ít hơn. Và bây giờ mình cho vào trong này là 6 muỗng canh nước nóng, 6 muỗng canh phở. Đó, 6 muỗng canh phở nước nóng. Bây giờ mình dùng cái máy đánh trứng thì mình quậy sơ sơ lên như vậy này đã này. Đó, mình quậy sơ sơ rồi bắt đầu mình mới đánh sau. Cho nó đều đường với lại cà phê đã, bắt đầu mình đánh. Và bây giờ mình đã đánh bông cà phê của mình rồi mọi người. Đó, mình đánh khoảng 2 phút là bông thôi. Bây giờ mình cho một ít đá vô và sữa tươi vô. Nhà mình cái ly nó nhỏ quá cho nên là mình cho 2 ly. Nếu mình không ăn uống đá cũng được, mà mình thích uống đá thì mình uống. Mình thích uống đá cho nó lạnh lạnh. Ly nhà mình cái nó nhỏ làm bể hết rồi. Cho nên là mình chỉ có mấy cái ly nhỏ thôi. Và bây giờ mình bỏ cà phê vô, bỏ cái bọt biển vô này. Và đây là 2 ly cà phê bọt biển của mình nè mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn không? Và rất dễ làm luôn, ai cũng có thể làm được hết. Nhưng mà mọi người nhớ nha, là cái này là phải cà phê đen, chứ không cà phê sữa là không có làm được. Đó, mình mua cà phê G7 này. Mình mua một hộp là 45.000 mà không biết nó làm một bao nhiêu gói trong này. Đó, cà phê G7 này. Đó, cà phê đen chứ còn cà phê sữa là không thể làm được. Và rất là dễ làm luôn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình luôn luôn để phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và cái này mình không có máy đánh trứng thì ta có thể đánh bằng tay cũng được mọi người. Mình đánh máy đánh trứng thì 2 phút. Nhưng mà ta thấy đánh bằng tay thì có thể 4 đến 5 phút thôi, rất là nhanh và rất là dễ thành công. Và với cái số lượng đường như vậy thì mình làm rất là vừa uống mọi người, chứ không có ngọt. Nếu ta thích uống ngọt thì ta có thể thêm đường, hay là ai thích uống đắng thì ta có thể giảm đi. Nhưng đối với mình thì mình rất ít uống cà phê, nhưng mà mình thấy cái lượng đường với hai gói cà phê như vậy rất là vừa. Và 50g đường thì mình cân là mình lường được 3 muỗng canh đầy, 3 muỗng canh thật đầy là 50g đường. Mọi người nhìn ly cà phê rất là hấp dẫn không? Và bây giờ cái món này đang hot ở trên thị trường á. Và món này là cà phê này đang rất là hot. Mà mình làm mình uống ở nhà thì cũng rất dễ thôi, không có gì là khó hết á.